sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định non sông gấm vóc việt nam đều do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức theo dệt mà thêm tốt đẹp rực rỡ do vậy phụ nữ nói chung và phụ nữ ngành giáo dục nói riêng đều có quyền tự hào tự tin để thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình đối với gia đình và xã hội những năm qua, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ cán bộ công chức người lao động đã gặt hái được nhiều thành tích, góp phần thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và phát triển chung của ngành giáo dục. Phẩm chất đáng quý của phụ nữ đã được nữ công trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên duy trì và phát triển tạo thành những bông hoa ngát hương tỏa sáng trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhắc đến những tấm gương điển hình phụ nữ không thể không nói đến Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, cô giáo Đỗ Thị Hạnh, cô giáo Đỗ Thị Thanh Dương, cô giáo Trịnh Thị Thu Hằng và cô Đỗ Thị Trinh. Khoa Khoa học Kỹ thuật, nay là Khoa Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Xây dựng, được thành lập năm 2001 là một trong những khoa chuyên ngành chính của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên. Khi nói về khoa thì các thế hệ thầy cô giáo và học sinh sinh viên đều không thể không nhớ đến cô giáo trưởng khoa Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Anh. Cô là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng khoa Khoa học Kỹ thuật để có được thành tựu như ngày hôm nay, là một trong những nhà giáo đã cống hiến với nhà trường và các thế hệ học trò cả tuổi thanh xuân. Một trong những nhà giáo tâm huyết với nghề, cô luôn nhận được sự tin yêu từ các em học sinh và bạn bè đồng nghiệp trong công việc cô rất nghiêm khắc tuy nhiên trong cuộc sống đời thường cô là một người bạn người chị người cô rất gần gũi và giàu tình cảm là một nhà giáo cô lương thường xuyên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức thực hiện nói đi đôi với làm từ những việc nhỏ nhất cô là một trong những nhà giáo có lối sống giản dị khiêm tốn trung thực hòa đồng với đồng nghiệp Cô luôn tạo cho mình tác phong làm việc chủ động, sắp xếp khoa học, có kế hoạch, hài hòa giữa các nhiệm vụ được phân công và luôn tận tụy trách nhiệm với công việc được giao. Với những công hiến của mình, cô đã đạt được những thành tích như sau: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của nhà trường, giấy khen của Đảng ủy nhà trường, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm học 2022-2023, cô được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng bằng khen và là một trong 12 cá nhân của tỉnh được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023. Cô giáo Trịnh Thị Thu Hằng, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, bảo đảm chất lượng. Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người, ngoài giảng dạy cô còn có nhiều năm kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau. Dù ở vai trò nào, cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong công việc, cô luôn yêu nghề là cô giáo tận tụy, tâm huyết. Cô Hằng như người mẹ thứ hai của các học sinh sinh viên với công tác quản lý học sinh sinh viên. Cô lo cho các em từng miếng ăn, giấc ngủ, viên thuốc khi các em ốm đau là chỗ dựa tinh thần để các em tâm sự mỗi khi gặp khó khăn vướng mắc trong cuộc sống. Với sự cống hiến hết mình trong sự nghiệp chồng người, cô đã có nhiều thành tích như 5 năm liền đạt lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giấy khen của Đảng ủy và nhà trường trong nhiều năm, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2019-2020 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của cô. Hơn 20 năm làm nghề giáo, 10 năm giữ cương vị phó trưởng đơn vị trực thuộc nhà trường, cô đỗ thị thanh dương luôn để lại trái tim những người đồng nghiệp những thế hệ học sinh một cảm giác ấm áp bình dị về một nhà giáo luôn tận tâm với nghề gần gũi với đồng nghiệp hết lòng với học sinh sinh viên trong công tác quản lý cô luôn kịp thời triển khai các kế hoạch nhiệm vụ tới đơn vị làm việc với tinh thần đoàn kết xây dựng cơ quan tổ chức đơn vị trong sạch vững mạnh Bản thân cô thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Là một người nhiệt huyết với công việc và luôn đồng hành với các hoạt động của học sinh sinh viên, cô là một trong những người tiên phong trong phong trào hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp. Kết quả của hai đề tài khoa học công nghệ cấp trường, hình thành môi trường khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên và xây dựng và tổ chức các hoạt động khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên do cô là chủ nhiệm đề tài đã dần lan tỏa, truyền cảm hứng và tạo được những bước đi đầu tiên cho học sinh sinh viên nhà trường tham gia các hoạt động khởi nghiệp. Dựa trên những kinh nghiệm tích lũy, cô đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn MD Điện Biên với ngành nghề kinh doanh chính là biêu chính chuyển phát để chuyển phát hàng hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bằng sự nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp chồng người, cá nhân cô đã nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều giấy khen của Ban giám hiệu nhà trường. Tận tụy tâm huyết với nghề, hơn 20 năm qua, cô giáo Đỗ Thị Hạnh, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên, luôn nỗ lực cố gắng cùng đồng nghiệp xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Ngay từ khi mới vào nghề, cô đã tâm huyết nỗ lực vươn lên bằng tất cả năng lực được trao dồi trong quá trình học tập của chính mình. Tích cực dự giờ thăm lớp, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, chủ động tìm tòi nghiên cứu tài liệu, nâng cao trình độ chuyên môn. Khi nói về cô, chúng tôi đều cảm phục và tự hào bởi cô là một giáo viên luôn tâm huyết với nghề hết lòng vì học sinh thân yêu không chỉ năng động sáng tạo nhiệt tình trong công tác chuyên môn cô còn là một giáo viên chủ nhiệm đầy tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm cô luôn thương yêu giúp đỡ học sinh tìm hiểu hoàn cảnh của từng em đưa ra các biện pháp giáo dục kịp thời để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện đạo đức cho các em học sinh giúp các em ngày càng tiến bộ thêm vào đó Cô cũng là viên chức luôn đi đầu trong công tác tuyển sinh của nhà trường. Hàng năm cô tư vấn hướng nghiệp cho hàng trăm học sinh thuộc các huyện Điện Biên, Mường Ẳng, Tuần Giáo. Từ những nỗ lực nêu trên, cô đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận như 5 năm liền đạt lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, cô cũng nhận được nhiều giấy khen của Đảng ủy và ban giám hiệu nhà trường không chỉ giỏi việc ở nhà trường cô giáo đỗ thị hạnh còn đảm việc nhà với vai trò là người vợ người mẹ trong gia đình cô luôn sắp xếp công việc hợp lý luôn dành thời gian để chăm sóc chồng con dạy dỗ con chăm ngoan học tập gia đình cô luôn phát huy truyền thống văn hóa chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực ủng hộ các phong trào quyên góp tại địa phương yêu nghề tâm huyết ham học hỏi chịu khó hết mình vì công việc đó là những nhận xét mà đồng nghiệp dành cho chị đỗ thị trinh viên chức phòng tổ chức hành chính quản trị với tính chất công việc của chị tại đơn vị được phân công là công tác văn thư trong công việc chị luôn thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ chuyển nhận công văn tài liệu kịp thời đúng theo quy định bảo đảm công tác lưu trữ tài liệu được an toàn trong sử dụng và quản lý con dấu của đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và báo cáo theo hướng dẫn của cấp trên sự yêu nghề chính là lòng tận tụy dành hết khả năng và tâm huyết cho công việc văn thư lưu trữ biết sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học ưu tiên cho công việc cần làm trước và tập trung thời gian cho những việc quan trọng với phương châm bảo đảm chính xác tuyệt đối với tinh thần trách nhiệm hết mình vì công việc là trên hết với những cống hiến của mình, nhiều năm liền chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị đã nhận được giấy khen của nhà trường trong nhiều năm học, giấy khen của Sở Nội vụ năm 2020. Không chỉ giỏi việc trường, chị còn là một người mẹ, người vợ mẫu mực, đảm đang trong gia đình. Gia đình êm ấm hạnh phúc, các con chăm ngoan học giỏi, đó chính là phần thưởng khiến cho chị cảm thấy tự hào hơn cả. Bên cạnh đó, với hàng xóm láng giềng, gia đình chị luôn sống chan hòa, tình cảm, tích cực tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những thành tích của cô Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Hạnh, Đỗ Thị Thanh Dương và cô Đỗ Thị Trinh đã có phần không nhỏ trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục tỉnh Điện Biên nói chung, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.